người biểu tình tập trung bên ngoài Tòa đại sứ Trung Quốc ở Manila hôm thứ Năm, yêu cầu Bắc Kinh rút lại các tuyên bố chủ quyền tại những khu vực có tranh chấp với Philippines ở Biển Đông. Hàng chục người biểu tình tham gia cuộc tuần hành ôn hòa diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 116 năm ngày Philippines tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha. Người biểu tình ăn mặc như những nhà cách mạng Philippines, cầm súng đồ chơi, chĩa vào cảnh sát. Cả Trung Quốc và Philippines đều nhận chủ quyền tại vùng Biển Đông chiến lược giàu tài nguyên mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Trước đây trong năm, Manila đã kiện tính hợp pháp của những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Haye. Bắc Kinh phản ứng giận dữ trước hành động này và từ chối tham gia vụ kiện. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền trên hầu hết diện tích vùng Biển Đông, đặt nước này vào thế đối đầu với Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan.